đội nào chơi trước? Tụi tôi. Ai cũng muốn chơi trước vì sao? Chơi trước có kinh nghiệm dễ đoán. Chính xác. Quánh tôi xì. Vô. 3, 2, 1. Đó. Trời ơi trời. Quan trọng là phần quyết định của MC. Thắng là được quyền chọn. Chính xác. Tụi tôi thi trước. Thi trước. Yeah. Mời. Thất vọng về chị. Mời các bạn đứng lên. Sẽ có người bấm nút. Khỏi giả bộ khiên chị về mệt. Giả bộ khiên được. Xong chưa? Khiên cái máy qua hả? Chà. Nói anh đừng có nói. Sao tự nhiên nói vậy? Ai là người đứng trên máy thật, được rung bởi máy thật, và ai là người đứng trên cái bục để tự rung? 3, 2, 1. Bắt đầu. Ok, nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Đứng. Ê, cái này lưu thông máu nha. Từng thở thịt trong người tôi. Thắp xuống, thắp xuống. Hai ba người cùng lúc. Rồi, tắt máy, tắt máy, tắt máy, tắt máy. Tắt máy. Rồi, có vẻ như rung không, không có gì hỗ trợ thì khó đoán quá, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đưa cho họ mỗi người một ly nước cam. Gì vậy? Cho tôi phụ nữ. Tôi đưa cho Harry mà. Sao dễ sợ? Tôi sợ bạn giới không tới. 3, 2, 1. Rung. Đổ gì căng vậy trời? Trời. Ôi. Ủa. Ủa. Ủa đi. Nó dắt kìa. Trời ơi đừng có dắt tôi nữa. Trời ơi đi ra chỗ kia kìa. Đó rung cái này nhọt hai cái bên này quá. 5 giây còn lại. 5 4 3 2 1 hết rung. Tắt 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 anh tắt 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 tắt. Anh tắt đi anh ơi. Anh còn chưa tắt vậy? Ổng chưa tắt. Trời lên cơ đùi luôn á, chạy lên cơ đùi luôn nè. Ổng chưa tắt. Sao máy chưa tắt làm sao? Máy mát hay sao? Nước đổ vô máy mát hay sao? Tắt chưa vậy? Thôi để tôi tự tắt luôn đi. Hay tôi rút ổ điện luôn nè. Mời đoán. Em đoán là Xuân Nghị. Hồi nãy trước khi quay hình, dạ nói trời ơi cái này dơ ẹt. Tại vì sao? Máy rung là hai cái má mình rung. Ở đây chỉ có một má tiếng lực rung thôi, tại có não. Bởi vì em thấy cái độ rung của Xuân Nghị rất là đều. Nói mấy ông này rồi thiệt luôn á. Khổ thiệt chứ. Lan Ngọc. Nhỏ ít thôi. Đã từng đứng lên máy rung này chưa? Em đứng rồi, nhà em cũng có một cái. À, vậy thì quá là đơn giản cho Lan Ngọc. Nãy giờ em đang nghi ngờ một là chị Harry với lại anh Nghị. À. Ủa vậy tôi. Vậy thôi thì tôi có thể đi vô được, tôi nghỉ sớm được không vậy? Cái phần rung đó là nó sẽ tính từ cái đùi thôi. Nó không có rung quá mạnh ở trên, mà khi mà mình di chuyển ở trên nhiều quá á. Bậy. Máy qua rất mạnh. Em không tin đúng không? Rất mạnh luôn. Nhìn thấy sao? Harry. Tại sao? Tại vì cái này á là nó rung hai bên. Thì nghĩ á rung có một bên à, rung gì nè. Thuận chân, thuận chân, thuận chân. Đúng rồi. Chặt mọi cái qua bên đây. Và cái thứ hai nó tác động lên nó rung nè. Thì okay, Harry cố gắng vòng ở trên lại. Còn vậy hai người này đã đẩy lên trên luôn. Vậy phải nghĩ một điều là Harry đứng một bên. Không, nhưng mà đang thấy cái tướng của chị Harry là như vậy nè. Ừ, vẫn như vậy được. Không biết luôn. Hai người đàn ông này là rung luôn cái phần trên. Hiểu không? Rung như này. Rung mà cố anh tình là rung. Anh hiểu không? Nhiều khi người ta vừa đứng trên máy rung mà người ta vừa diễn rung thêm nữa. Mọi lập luận đều có căn cứ của nó. Hãy lựa chọn nhanh. Tiến Luật. Harry. Harry. Anh Tiến Luật. Hai yeah. người là Tiến Luật thì đáp án của đội mình chính là Tiến Luật đúng không? Có thay đổi không? Không, à không biết nha, à không biết rồi, mà có đổi. Hay đổi thừa lắm anh ơi. Điểm xì đi anh. 1, 2, 3. Định mệnh đàn bạn. Như vậy là Tiến Luật là người trong diện tình nghi cao nhất của đội mình. Nếu như đúng là Lan Ngọc và Lâm Vĩ Dạ có con mắt tinh tường và Tiến Luật không kiềm chế được sự nảy của mỡ khi đứng trên máy rung. Còn nếu như hai bạn sai là do Tiến Luật diễn được. Và bây giờ yeah.
Cái người quyết định cuối cùng rất là quan trọng, đã ngu và đã xứng sầm ăn người ta nữa. Như vậy là trong trường hợp này, Trương Thế Vinh là người nhận xét chính xác nhất. Khi cái máy qua hả? Thôi anh đừng có nói, sao tự nhiên nói vậy? Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Ê, cái này lưu thông máu nha. Từng thớ thịt trong người tôi. Tới lượt đội mình. Và bây giờ họ đã đứng trên máy cũng như trình bục. Hãy nhìn cho kỹ nha. Những cái phút khởi đầu quan trọng lắm. Dạ. 3, 2, 1, roll! Đúng rồi, múa lên. Khoan khoan, tôi nghi là cái này đứng trên cổng dây điện thôi chứ không phải là máy rung đâu. Rồi, 5, 4, 3, 2, 1, dừng lại. Họ vẫn rung. Kệ họ đi. Anh ơi, làm gì nó có y chô cái gì mà nó sao rung hoài vậy? Sơn, vẫn không dừng, bà chị nhảy quá nhảy. Ủa, dừng lại Vinh. Hai người này vẫn còn nhảy. Anh, dạ đi. Ủa, cái máy tắt lâu rồi. Nó còn chớm. Chuẩn bị, 3, 2, 1, và rung. Em đánh nhá. Dạ không, rung luôn. Sao chị? Đúng là không sợ đối thủ mạnh. Chỉ sợ chị già quá. Bình thường được mà. Bình thường. Đúng quá em, đúng quá. Nhảy được luôn hả? Nhảy được luôn. 5, 4, 3, 2, 1, dừng. Dừng luôn. Vinh đã hết, hai bà kia vẫn rung, ai Lan Ngọc hết, già vẫn rung, do nãy rung sao nên giờ về trễ. Oh, cái hành động cúi xuống bấm máy tinh tế giống tôi nãy quá vậy bạn. Dạ là loại chắc rồi. Tôi không chọn dạ, dạ đi về nghỉ đi em. Người ta rung 8 năm rồi bà còn đứng im chọn. Tại sao không nghĩ ban tổ chức cho một người bấm cái máy rung của già trễ rất nhiều so với người kia? Dạ nhưng mà kia máy rung á nó không có kiểu như thòng 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 mà nó thòng như vậy. Dạ là nếu ví dụ như mà đó đón người nào đứng đạp vô cổng dây điện là tôi sẽ đón già. Lan Ngọc là người tình nghi nhất. Em cũng tình nghi nhất. Vì tôi thấy cái độ rung của Lan Ngọc á ở dưới chân á là giống giống như Harry lúc nãy. Dạ. Em nghĩ là Trương Thế Vinh. Vậy hả? Đúng là cái phần đùi của anh Vinh rất là đều. Đó. Nhưng mà Vinh có một cái khoảng khắc là Vinh đứng lại. Với lại thêm một cái nữa là khi mà tách máy cái là anh Vinh nhẹ liền. Nhưng mà cái máy này nó không có nhẹ liền, nó vẫn rung nhiều. Đúng rồi. Từ từ dần dần thì chỉ có hai con gái này là vẫn rung thôi, là dạ là loại là chỉ có Ngọc. Anh nghĩ là ba chúng ta đều chọn Ngọc hết. Chính xác. Dạ. Nếu có ngu là ngu ba đứa luôn. Đúng rồi, bởi vì chúng ta là một khối. Đúng rồi, một khối. Đúng rồi. Tôi thấy tiếc thương cho một thân phận bọt bèo. Cô gái trong trắng mang tên là Ninh Dương Lan Ngọc. Tất cả lỗi đều đổ dồn vào cô ấy. Cô ấy có tội tình gì đâu. 3, 2, 1, run. Loại rồi nha. Vậy còn lại là ai? Định mệnh đã an bài. Về đội nào là đội đó thất bại. Ôi, vẫn ánh mắt ngây thơ.
Ủa sao cái mỏ máu không vậy em? Tôi nhắm mắt tôi chọn, tôi cũng chọn Lan Ngọc à. Tại tôi biết bao nhiêu cái cực khổ nhưng sẽ đẩy cho Lan Ngọc hết.